Hello, xin chào mọi người nhá. Cửa hàng em đang xuất xưởng xe X-Men Neo đây ạ. Bóc tem đi cháu ơi. Đó, bóc tem luôn. Cháu biết sử dụng xe này chưa? Chìa khóa đây. Xe IAD mọi người nhé. Chìa khóa của IAD đây ạ. Biểu tượng của IAD đây ạ. Dòng xe bền nhất trên thị trường đây. Đã có mặt tại điện máy xe máy Huy Bộ thị trấn Đồng Mỏ rồi ạ. Bên cạnh đó buổi chiều đại lý em đang ship xe đạp điện cho khách hàng đây ạ. Hướng dẫn là dùng khách chưa cái này ấy? Biết đi chưa? Biết đi rồi á? Sắt xưởng xe này nhá. Siêu xinh, siêu bền luôn ạ. Mẫu xe đạp điện hot nhất trên thị trường bây giờ luôn. Năm nay xe đạp điện lên ngôi mọi người nhá. Cháu biết sử dụng hết rồi đúng không? Có chống trộm mà cháu biết dùng chưa? Chống trộm cũng biết dùng rồi. Nghiên cứu rất là kỹ rồi. Thế thì chỉ cần sắt xưởng thôi. Đứng đây có xin kiểu ảnh nha. Ok. Mũ bẹo mưa chưa? Có rồi à? Thế cháu đi về được rồi đấy. Biết dùng rồi đấy, cứ thế là bon bon thôi. Khách hàng rất là tỉ mỉ luôn, bóc tem từng tí một luôn. Cháu về cháu tra vào trang mạng nhé. Cái xe IAD này nó có hết thông tin ở trên mạng luôn. Đây hình như là cổng USB đúng không? Đây là cổng sạc mọi người nhé. Xe này có trang bị cả cổng sạc điện thoại nữa này. Các cháu mang đi học thì rất là hợp lý luôn. Thế hệ mới luôn. X-Men Neo. Xin chào mọi người. Mai là thứ bảy rồi, thứ bảy chủ nhật rồi. Mọi người nếu mà có thời gian rảnh đưa con ra Huy Bộ ngắm xe nhé. Rất là nhiều mẫu xe để quý phụ huynh lựa chọn cho con luôn. Bóc tem đập hộp luôn ạ. Bên cạnh kia là xe, bên kia là đại lý em đang chuẩn bị ship nha mọi người. Ship về dưới thị trấn Chi Lăng mọi người nhé. Xe điện như ở trên hình kia là giá là 9 triệu hơn ạ. Có mẫu 6 đến 7 triệu cũng có ạ. Bùi Hiển. Xe này là xe X-Men Neo Bùi Hiển nhá. Xe này là xe bền nhất trên thị trường luôn á. Giá khuyến mại là 17 triệu 490 nghìn. Xong thủ tục rồi. Thanh niên rất là cẩn thận luôn. Bóc tem từng tí một luôn. Đây. Cảm ơn nhà xe Hoàng Long ạ. Mẹ con đèo nhau về luôn đúng không? Vâng. Xe kia sửa xong em mới nhá. Vâng. Vâng. Ngô học sinh đến rồi ạ. Mọi người nếu mà có nhu cầu mua xe điện thì ghé qua điện máy xe máy Huy Bộ ngã ba thị trấn Đồng Mỏ ngắm xe nhá. Đại lý em rất là sẵn, rất là nhiều mẫu luôn ạ. Biểu tượng của IAD đây. Dòng xe bền nhất trên thị trường đây. Acquy, độ bền của Acquy lên đến 5 năm mọi người nhá. Hai phanh đĩa trước, một phanh đĩa trước và một phanh đĩa sau. Độ an toàn rất là cao luôn. Xe bảo hành 18 tháng ạ. Con đèo mẹ luôn chứ. Kinh nhà. Một bộ X-Que, một bộ Acquy của X-Men là hơn 2 triệu long nhé. Thay tận nhà luôn. Nếu mà ấy là cửa hàng ở tận nhà, thay tận nhà luôn nhá. Xuất xưởng xe đây ạ. Bên này xuất xưởng xe. Thong thả nhá. Xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem like ạ.